Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện là Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 182 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ. Tác giả Thạch Trư qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Như mình đã thông báo, bắt đầu từ ngày hôm nay, kênh sẽ chỉ có một tập Tiên Hiệp một ngày vì do mình bận trong một tuần. Mong các bạn hết sức thông cảm. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đến với tập 182 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. tiếp theo phần trước lại nói lúc bây giờ bảo tháp treo cao trên đỉnh đầu của diệp húc hào thiên khuyển thì như một con cá lớn hung ác bay tới bay lui quanh thân của hắn nhè răng nhếch miệng hắn bước nhanh lên phía trước bảo tháp rung lên áp chế tới luân hồi thái tử hắn cười nói nếu ngươi chỉ có một chút bản sự ấy hôm nay luân hồi pháp vương trang ngươi phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi bảo tháp hạ xuống chấn vỡ vài món thánh bảo còn lại của luân hồi thái tử rồi lại chấn cho gã hỏi hộc máu thiết tụ trong tay chỉ còn lại thân cây lảo đảo lùi ra sau ra một tiếng một bàn tay đột nhiên xuất hiện vỗ mạnh lên di la thiên địa tháp đánh bay vào tháp đi diệp húc bị bàn tay này đánh cho khí huyết chấn động liên tục lùi ra sau trường vừa rồi có sức mạnh to lớn ngay cả di la thiên địa tháp của hắn cũng không thể chịu được gần như bị chấn đến giãn nứt ngay cả hạo thiên khuyển cũng hộc máu bên cạnh lên hồi thái tử đột nhiên xuất hiện một người đúng là vị vua tổ thiên giới vừa chết trong tay tu bà la kia tiểu tử Luân hồi thái tử lao đi viết máu ở khóe miệng cười ha ha rồi điều khiển thân thể vị vô tổ này bước nhanh đánh tới diệp Húc, cười lạnh mà nói người thật sự rất mạnh vu pháp và vu báo đều là hạng nhất cả trong đám trẻ tuổi chỉ có đế tử mới có thể tranh phong được với ngươi giao thủ với bậc nhân vật như ngươi đúng là hung hiểm nhưng người nghĩ ta không có thủ đoạn khắc chế người hay sao vị vu tổ kia nhanh chóng bước tới giơ một trưởng bao phủ trời đất chụp xuống diệp Húc. Cùng lúc đấy, nghiệt kính chiếu tới, tìm kiếm sơ hở của Diệp Húc, làm cho công kích của vị vu tổ hóa thân này đánh tới điểm yếu kém nhất của Diệp Húc, một kích tất giết. Luân hỏi thái tử cười to, vô cùng vui vẻ nói. Giao thổ với ngươi, ta đã luyện tên vô tổ này thành thân ngoại hóa thân, chính là cần nhờ tay ngươi giúp ta tu luyện vu báo, vô pháp, củng cố cảnh giới thánh hoàng, nên mới chưa sử dụng đến nó. nay là lúc ngươi phải chết rồi. Diệp Húc nhanh chóng lùi về phía sau, thu hạo thiên quyền và trong ngọc lâu sắc mặt ngưng trọng luân hồi thái tử quả thực mạnh mẽ đáng sợ gã lại có thể bất chi bất giác luyện vị vô tổ kia thành thân ngoại hóa thân cho dù là tâm cơ hay mưu trí đều là nhất đẳng luân hồi thái tử điều khiển vu tổ hóa thân sử dụng 18 tầng địa ngục uy thế nhất thời tăng lên trăm lần thánh bảo của gã tuy bị dập hút hủy hết nhưng gã luyện vô tổ thành thân ngoại hóa thân uy lực vô pháp so với uy lực thánh bảo còn hơn gấp 10 lần khiến cho diệp húc cảm thấy áp bách khôn cùng người chết đi lòng bàn tay của gã dâng lên thạch ma địa ngục âm ầm, ầm nhìn tới diệp húc vô cùng đạo văn đạo ngân ba phủ lấy diệp húc lại hóa thành những thạch ma to nhỏ quay xung quanh diệp húc bề ngoài cả thạch ma địa ngục trông như một cái cối say thật lớn mà trong đó lại là do vô số ma thạch tạo thành thạch ma như bánh răng điên cuồng chuyển động cùng xây dựng thạch ma địa ngục đạo ấn pháp này tên là mặt độ ấn vô số thạch ma quấy xuống khiến cho diệp húc cảm thấy áp lực kéo dài từ bốn phương tám hướng sức mạnh khác nhau bóp méo các phương hướng ma diệt đạo văn đạo ngân luyện hóa tu vi hắn thành hư ảo không chỉ như vậy Diệt la thiên địa tháp cũng bị thạch ma địa ngục mài cho buông ra uy lực của bảo tháp nhanh chóng trôi đi luân hồi thái tử luyện chế thi thể vị vu tổ kia thành thân ngoại hóa thân quả thực có tính áp đảo làm hắn không thể kháng cự lần đầu hắn gặp phải kẻ trong cùng thế hệ có thể ép hắn đến mức độ này trong nhiều lần chiến đấu khi bước vào thiên giới Diệp Húc chiến đấu cùng kẻ cùng thế hệ, cho dù đối thủ là con của thần thì hắn vẫn luôn chu diệt đối thủ như chém đậu phụ. Duy chỉ lúc này đây, Luân Hồi Thái tử làm cho hắn cảm thấy phải vất vả gấp đôi. Luân Hồi Thiên Môn. Diệp Húc quát lớn, phía sau tam thập tam thiên, 3000 thế giới và 18 tầng địa ngục đều hóa thành đạo văn, đạo ngân, xây dựng ra một tòa thiên môn toàn thân màu tím to lớn. Tòa thiên môn này vừa mới xuất hiện, lập tức chấn vỡ thạch ma địa ngục, hóa thành đạo văn đạo ngân tràn ngập bầu trời. Những đạo văn động ngân đó vừa xuất hiện thì luân hồi thiên môn truyền ra lực hút cực lớn, cắn nuốt tất cả đạo văn động ngân đó vào trong môn. Diệp Húc vui vẻ trong lòng, luân hồi thiên môn của hắn cũng không hoàn chỉnh nên cực kỳ bất ổn, rất dễ dàng sụp đổ, nhưng luyện hóa đạo văn động ngân từ thạch mai địa ngục của luân hồi thái tử khiến cho hắn cảm thấy luân hồi thiên môn lại chắc chắn thêm vài phần. Luân hồi địa ngục kinh mà luân hồi pháp vương khai sáng qua quả thực thần kỳ, thần diệu, diễn hóa ra các địa ngục hoàn chỉnh hơn. 18 tầng địa ngục mà Diệp Húc lĩnh ngộ rất nhiều. Người định dùng đạo văn đạo ngân của ta để hoàn thiện tâm pháp của ngươi, giúp ngươi đột phá cảnh giới thánh hoàng hay sao? Đừng hòng! Luân hồi thái tử, tha túng vu tổ, hóa thân, từng bước nện đến. Vu tổ kia đánh ra một quyền, đập nát luân hồi thiên môn của Diệp Húc, dũng mãnh vô cùng. Tu bà lâu giết vị vu tổ này, vẫn chưa làm thương tổn mấy đến thân thể ông ta, mà là dùng 18 tầng địa ngục ấn, đánh nát chân linh, đánh vỡ nguyên thần, thân thể của vị vô tổ này vẫn là trạng thái toàn thịnh như trước, uy thế làm cho Diệp Húc hoàn toàn không thể địch nổi. Luân hồi thái tử lấy ra một thái thanh linh mạch treo cao trên đỉnh đầu, không ngừng luyện hóa giữ cho tu vi của mình để thúc dục thân thể vị vô tổ này. Gã cười nói: "Thế nào, giờ ngươi đã biết chênh lệch giữa ngươi và ta rồi chứ? Ta còn có một món tổ binh chưa dùng đến, nếu dùng món tổ binh cho ta tự tay luyện chế này, lại thêm vô tổ hóa thân thì diệt ngươi chỉ trong chớp mắt kìa." luân hồi thái tử ngươi cho là chỉ ngươi có thân ngoại hóa thân thế sao còn ta thì không ngư Diệp phúc khiến ngọc lâu bay ra một tiếng ầm vang lên một bóng đen từ trên trời giáng xuống ma khí tung hoành mấy ngàn dặm một vị ma thần hóa thân với ba đầu tám tay tám chân đột nhiên xuất hiện há mồm giống ra cực phong ấn đánh bay vị vu tổ kia khiến hóa thân đó toàn thân đầm đìa máu tươi xì si thiên ma tổ sao luân hồi thái tử nhìn thấy thân ngoại hóa thân của diệp phúc sắc mặt kịch biến gã vội tế tổ binh lên rồi ra cho vu tổ hóa thân vừa mới thúc giục thì một bàn chân từ trên trời ầm ầm hạ xuống dẫm mạnh lên pang một tiếng thân ngoại hóa thân của gã đã bị si thiên ma tổ hóa thân của diệp phúc đạp thành mùn nhão thậm chí cả tổ binh cũng bị dẫm cho dập nát diệp phúc cười ha ha vươn người bay lên một cái đầu của si thiên ma tổ hắn nhìn về phía luân hồi thái tử cười lạnh lên tiếng luân hồi thái tử ngươi còn thủ đoạn gì nữa cứ mang ra đi luân hồi thái tử kinh hãi thế nhưng đột nhiên lại cười to. Người đạp vỡ tổ binh mà cha ta luyện chế, kinh động đến vu tổ phân thân trong tổ binh của cha ta, người còn muốn sống sao? À, 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 à. Phúc cả kinh vội vàng nhìn về món tổ binh đã dập nát kia. Một luồng ma khí đột nhiên bùng phát, gào thét hóa thành đạo vận, bay múa đầy trời, hình thành lục đạo luân hồi. 18 tầng địa ngục, khí tượng nguyên nga kéo đến. Lục đạo luân hồi và 18 tầng địa ngục đột nhiên thu nhỏ lại, nhanh chóng thành một vị ma thần lạnh lùng mà nhìn Diệp Húc. Vị ma thần này tu thành hình người, có một loại khí phách trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Tự nhiên, tuy chỉ là vô tổ phân thân, thế nhưng Diệp Húc lại cảm thấy vô cùng nguy hiểm. E là thực lực của phân thân này không kém vô tổ chân chính chút nào. Khó trách tu bà lâu lại yên tâm để một mình luân hồi thái tử ở đây, thì ra gã còn có một tầng bảo vệ an toàn nữa. Sắc mặt của Diệp Húc kịch biến, hắn vội phi thân lùi về sau. Vô tổ phân thân của luân hồi pháp vương kia hắn không thể chống lại thứ duy nhất có thể dựa vào chính là thân thể si ma thiên tôn nhưng hắn vẫn chưa luyện hóa hoàn toàn si thiên ma tôn này còn hai cái đầu nữa chưa luyện hóa xong dù có thúc giục si thiên ma tôn hắn cũng chẳng thể nào chống lại được vô tổ phân thân của luân hồi pháp vương lại có thể ép con ta đến mức này thậm chí đánh nát tổ binh của ta luyện chế xem ra thực lực của ngươi rất cao nhưng mà ngươi còn muốn chạy sao vô tổ phân thân của luân hồi pháp vương mở mắt ra nhìn về phía diệp phúc ánh mắt ông ta dường như cũng chất chứa thiên địa đại đạo hóa thành lục đạo luân hồi tầm mắt đến đâu không gian nơi đó méo mó hình thành ngàn vạn thời không xung quanh diệp phúc làm cho diệp phúc có thi triển lưu quang ấn thì tốc độ cũng chậm như một con ốc sên chính là nhảy nhót trong một đám không gian mà chẳng thể trốn tránh loại bản lĩnh này loại thần thông này diệp phúc cũng chưa từng gặp qua ngay cả ở trên người ngọc khư thập nhị tổ và long tổ dương cũng chưa gặp qua người lại có thể tìm được thân thể si thiên ma tổ thậm chí luyện ông ta thành thân ngoại hóa thân sao? Ánh mắt vu tổ phân thân của luân hồi pháp vương lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn khuôn mặt si thiên ma tổ kia rồi cười ha hả. Tù vì si thiên ma tổ cũng không kém, nhận lấy một chiêu của ta mà không có lập tức chết đi. Không biết chạy trốn đến đâu, thật không ngờ, xác khắn lại rơi vào tay của ngươi. Diệp Phúc giống như một con mũi, đang cố gắng dễ dụa trong mạng nhện, lại chẳng thể thoát khỏi. Lưới nhân luân hồi, bao phủ, luân hồi pháp vương thần thông quảng đại một phân thân cảnh giới vô tổ của ông ta cũng đủ làm cho tu vi thần thông của hắn chẳng thể sử dụng luân hồi pháp vương thân thể của si thiên ma tổ đột nhiên rung lên dữ dội ma khí quanh thân hóa thành đạo vận gào thét chảy vào bên trong thân thể thân hình chấn động rầm rầm không ngừng chấn vỡ hết tất cả ngàn vạn thời không hai chiếc đầu khác của nó hơi hơi run run rồi mở ra bốn mắt ánh mắt như điện nhìn về phía vô tổ phân thân của luân hồi pháp vương trong mắt hừng ngực chiến ý luân hồi pháp vương người giết ta ta không phục một cái đầu của si thiên ma tổ há mồm giết gào ta là vô tổ mà ngươi là thần vương có thể chờ thì hãy trở ta trở thành thần vương rồi chúng ta quyết chiến một trận ông ta không chịu sự khống chế của diệp húc mà bước nhanh đến luân hồi pháp vương phân thân một cái đầu khác lại há mồm giống lên người giết ta là sợ ta thành thần vương rồi ngươi không làm gì được ta nữa chết đi cho ta phân thân vô tổ của Luân hồi pháp vương khẽ nhíu mày xài bước đón đỡ ý chí bất khuất sao xem ra si thiên ngươi chết mà không cam lòng <laughs> cũng tốt thôi ta sẽ tàn phá cả ý chí sau cùng của ngươi hai nhân vật vô cùng mạnh mẽ này va chạm trong nháy mắt đào vận tràn ngập quét vỡ hư không xuyên thủng mặt đất những dãy núi hóa thành bột mịn dung chuyển đất trời tình cảnh này chẳng những Luân hồi thái tử không thể người tới ngay cả giải phúc cũng chẳng thể ngờ được lân hồi thái tử cha ngươi không giúp được ngươi thân ngoại hóa thân của ta cũng không giúp được ta rồi chúng ta hãy dựa vào thực lực tu vi thật sự quyết chiến một mất một còn đi mặt đồ ấn diệp phúc lập tức phản ứng hạ xuống một trường hóa thành thạch ma địa ngục bao phủ lấy luân hồi thái tử hàng tỷ thạch ma xoay tròn nghiền nát đạo văn đạo ngân quanh thân luân hồi thái tử một thức mặt đồ ấn này của diệp phúc là có được từ tay của luân hồi thái tử bàn vương khai thiên kinh của hắn bao hàm toàn diện chỉ cần có được đạo văn đạo ngân của thạch ma địa ngục là có thể lĩnh ngộ hết các loại đại đạo, thông hiểu đạo lý của thạch ma địa ngục. Uy lực môn ấn pháp này ở trong tay của hắn còn mạnh hơn ở trong tay của lân hồi thái tử rất nhiều lần, dễ dàng liền với khốn lân hồi thái tử lại. Vô số thạch ma lăn lộn, rút hết tu vi, đào văn động ngân trong cơ thể lân hồi thái tử ra rồi cắn nát. Mà ở sau lưng diệp húc, lân hồi thiên môn hiện lên không ngừng hấp thu đạo văn động ngân nát kia, dung nhập vào trong thiên môn, hoàn thiện 18 tầng địa ngục của chính hắn. Lĩnh ngộ đủ lại địa ngục đại đạo, làm cho bản vương khai thiên kinh lại càng thêm hoàn thiện. Luân hồi ma môn. Luân hồi thái tử vừa sợ vừa giận, Diệp Húc lấy vô pháp của gã, đối phó gã, để gã vào hiểm cảnh, gã sao có thể không nổi giận đây. Sau lưng của gã, luân hồi ma môn hiện lên, ma quang chiếu rọi muôn đời. Luân hồi chuyển động, vô sinh lão tử, chống lại thạch ma địa ngục của Diệp Húc nghiền ép. Hai tay gã rung lên, đánh ra đủ loại ấn pháp, rồi quát lớn. Quang tiệu cứ ấn, cư hư thố lực ấn, tăng cư lô ấn lâu ấn phòng tốt ấn ô cánh đu ấn mỗi một loại ấn pháp bay ra hóa thành 18 tầng địa ngục núi đao biển lửa thiết thụ ác dương chấn vỡ vô số thạch ma luân hồi thái tử luân hồi thiên môn của ta đã hình thành có thể cắn nuốt đạo văn đạo ngân của chư thiên chư địa ba ngàn thế giới làm cho chư thiên chư địa ba ngàn thế giới luân hồi không ngừng trong thiên môn của ta cho dù là chất hay lượng đều hơn xa luân hồi ma môn của ngươi cho dù ngươi có phản kháng như thế nào đi chăng nữa Cũng không thể thoát chết được đâu Thân hình của Diệp Húc bất động Tất cả thạch ma lớn nhỏ vỡ rồi sinh ra Dựa vào ý chí của hắn Không ngừng tiêu đi tu vi của luân hồi thái tử Cắn nút luyện hóa tu vi gã Sau đó suy diễn ra địa ngục đại đạo đầy đủ Dung nhập vào trong luân hồi thiên môn Luân hồi thiên môn của hắn Càng lúc càng rõ Càng lúc càng vững chắc Giống như với ma môn của luân hồi thái tử hai cánh cửa lớn của hắn đóng chặt lại đều chiếm lấy một bên lục đạo luân hồi hai cánh cửa hợp lại một chỗ là lục đạo luân hồi hoàn chỉnh bên cạnh luân hồi có tam thập tam thiên giới dựng ở nửa trên của luân hồi có 18 tầng địa ngục dựng ở nửa dưới mà ở giữa là ba ngàn thế giới lớn nhỏ hoàn thiện ma môn của luân hồi địa ngục kinh không biết khớp bao nhiêu lần quy tắc chung của luân hồi địa ngục kinh chính là lục đạo luân hồi luân hồi pháp vương có được một mảnh vỡ của lục đạo luân hồi từ đó suy diễn ra lục đạo luân hồi nhưng lại chỉ có thể khai sáng khởi động địa ngục chứ không thể khởi động được tam thập tam thiên và ba ngàn thế giới nếu không sẽ bị nhiều thế giới như vậy đè sập bởi vậy cho dù là luân hồi pháp vương muốn sáng tạo ra công pháp cất chứa bao quát chư thiên chư địa ba ngàn thế giới cũng là không có khả năng mà lục đạo luân hồi của diệp phúc cũng có được từ vô số mảnh vỡ của lục đạo luân hồi tuy rằng sách tung tóe thế nhưng trên thực tế lại vô cùng củng cố đủ để khởi động chư thiên chư địa chư thế giới nguyên lai like, diệp phúc bởi vì tích lũy không đủ không thể ngưng tụ luân hồi thiên môn bàn vương khai thiên kinh không hoàn chỉnh làm cho thiên giới quá nặng ép sập ba ngàn thế giới làm cho thiên môn không thể ngưng tụ được mà 18 tầng địa ngục càng ngày càng rõ ràng làm cho đạo môn của hắn củng cố có thể thừa nhận được tam tập tam thiên và ba ngàn thế giới tuy rằng tam tập tam thiên giới và 18 tầng địa ngục của hắn vẫn không hoàn chỉnh như trước vẫn cần một lượng tích lũy lớn mới có thể hoàn thiện đạo môn nhưng Diệp Húc cũng bước ra một bước quan trọng từ vua Hoàng đến Thánh Hoàng. Từ giờ khắc này, hắn ngưng tụ ra đạo môn, rốt cục có thể xưng là Thánh Hoàng. Diệp Húc chỉ cảm thấy đủ loại minh ngộ đột nhiên xông lên đầu, những loại huyền ảo huyền diệu đối với thiên địa trước giờ không hiểu nay đã cảm thụ sâu xa, xem không hiểu, chỉ trong chốc lát thoáng đã trở nên rõ ràng hơn. Lúc trước hắn với cảnh giới này chỉ thiếu một bước là lên được Thánh Hoàng, mà nay đã lên được Thánh Hoàng thì là cách biệt một trời một vực. Nay bước ra được một bước này, làm cho hắn rốt cuộc cũng siêu phàm nhập thánh, chạm đến thiên địa đại đạo, đủ loại giải thích về địa ngục cũng đang nhanh chóng tăng lên, lúc nào cũng có một loại hiểu xa trông rộng sông lên đầu. Luân hồi thái tử, tích lũy khổng lồ mà phá tạp, như thế, giờ phút này hóa hết thành tin tức trong đầu Diệp Húc, làm cho hắn lúc nào cũng là ở trong Ngộ đạo, thậm chí ngay cả ấn thứ 18 tầng địa ngục, khác cũng bị hắn lấy ngộ từng thức một không lâu sau diệp phúc đã lĩnh ngộ hết 18 thức ấn pháp đế cấp so với tam thập tam thiên ấn u lực 18 tầng địa ngục ấn kém hơn một chút không mạnh công chính đại khí như tam thập tam thiên ấn thế nhưng lại âm tà quỷ bí tàn nhẫn làm cho người ta khó lòng phòng bị có thể nói là có điểm đặc sắc riêng ra một tiếng đạo môn của luân hồi thái tử rốt cục cũng không chịu nổi dập nát tại chỗ vô số đạo văn đạo ngân tung bay dung nhập vào trong luân hồi thiên môn của diệp phúc làm cho luân hồi thiên môn thêm củng cố không thể xuyên thủng cảnh giới của luân hồi thái tử trực tiếp từ cảnh giới thánh hoàng rơi xuống vua hoàng là càng khó có thể chống lại diệp húc hàng tỷ thạch ma lớn nhỏ nghiền ép tới nghiền nát gã ra oanh một tiếng đột nhiên những thái thanh linh mạch phát ra từ nơi luân hồi thái tử chết bay lượn bốn phía chắc là linh mạch gã thu thập được diệp phúc vui vẻ trong lòng đang định dùng tay thu hết đám linh mạch đó lại đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh mênh mông cuốn tới nhô lên cao hóa thành hư ảnh lục đạo luân hồi thật lớn đánh tan sức mạnh của hắn hút lấy thân thể rách nát và hồn phách của luân hồi thái tử thứ gì vậy đứng lại cho ta diệp phúc quát lớn một quyền trèo ra đánh tới hư ảnh lục đạo luân hồi kia đào hư ảnh kia nhô lên cao chấn động rồi biến mất không thấy gì nữa hư ảnh luân hồi cuốn đi hồn phách của luân hồi thái tử kia ngay cả ta cũng không cách nào ngăn lại được rốt cuộc là thứ gì đây Diệp Phúc khẽ nhíu mày, luồng sức mạnh kia cho hắn một cảm giác quen thuộc, kéo tới bao lấy hồn phách của Luân Hồi Thái tử, không cho gã hồn phi vách tán, cùng loại với luân hồi lực của Lục Đạo Luân Hồi, nhưng so với Lục Đạo Luân Hồi chân chính lại có chỗ hoàn toàn khác nhau. Đó là khác biệt về quy tắc, Lục Đạo Luân Hồi chân chính là quy tắc của tiên mà sức mạnh kia là quy tắc của vu. Chẳng lẽ là vu báo, thần binh mà Luân Hồi Pháp Vương chiếu theo Lục Đạo Luân Hồi tạo thành hay sao? Diệp Phúc cảm thấy kính nể, Luân Hồi Pháp Vương cái vị thần vương này thần bí khó lường sinh ra trong thiên phần này có được mảnh vỡ lục đạo luân hồi rồi khai sáng luân hồi địa ngục kinh quả thực là người giống như thiên đế nhân vật như vậy đáng để mà khâm phục luân hồi pháp vương tạo ra lục đạo luân hồi hút đi hồn phách và thân thể luân hồi thế tử thì có ích lợi gì đây chẳng lẽ món bảo vật đó cũng có tác dụng làm cho người ta chết đi mà sống lại hay sao nếu như vậy luân hồi thế tử cùng lắm là không chết thế nhưng cũng không đủ để sợ hãi nữa rồi ta đã thành thánh hoàng tu vi hơn xa hắn ta tu vi hắn bị phế cần phải tu luyện lại không còn có cơ hội vượt qua ta nữa diệp phúc thầm nghĩ răng rắc một tiếng hư ảnh lục đạo luân hồi xuyên phá hư không dáng lâm đến một nơi cổ xưa trong thiên phần minh khí vô biên gào thét chỉ thấy bên trong minh khí lơ lửng một mặt lục đạo luân hồi thật lớn phía trên lục đạo luân hồi tọa lạc một tòa thành cổ âm trầm to lớn trên cửa thành ghi ba chữ uổng tử thành trong thành ma khí mênh mông cuồn cuộn cao thủ thì vô số đúng là thánh địa mà luân hồi pháp vương đã xây dựng nên. Hư ảnh cùng thần binh to lớn này từng dùng một luồng năng lượng minh mông phun ra từ trong luân hồi, luân hồi thái tử dần dần hình thành thân thể, hồn phách nhập vào cơ thể, thậm chí tu vi của hắn cũng khôi phục không hề yếu hơn lúc trước chút nào. Tên này thật lợi hại, lại có thể hoàn toàn khắc chế ta, đánh hỏng thân thể của ta. Tu vi cũng bị hắn phế bỏ, nhưng cha ta luyện chế lục đạo luân hồi có được hiệu quả khởi từ hồi sinh, tuy không thể chuyển thế, trường sinh bất tử, nhưng chỉ cần hồn phách bất tử là có thể trùng tạo thân thể khôi phục tu vi chẳng lẽ là cha ta ra tay cứu ta hay sao vương nhi lần này con thua trong tay kẻ khác nhất định không được kiêu ngạo như thế mới có thể tinh dũng mãnh tiến hùng mạnh hơn trước được một giọng nói đột nhiên truyền đến ầm ầm lên tiếng nói về tên tiểu bối kia cha đã phái giả ba lâu đi giết con sẽ nhanh chóng nhìn thấy thi thể của nó thôi luân hồi thái tử vội vàng có người chào lạnh lùng nói thưa cha không cần giả ba lâu ra tay Con muốn tự tay giết hắn giọng nói kia bỗng cười ha ha rồi nói nếu không phải cha cảm ứng con gặp nguy hiểm thúc giục lục đạo luân hồi thì giờ con đã chết rồi kìa con trai ta dám giết vương nhiêu của ta chính là mạo phạm đến uy nghiêm của ta nhất định cho còn con đường chết giờ cha có việc cần làm không rảnh để phân thân nếu không sẽ tự đưa phân thân tới giết chết hắn ta ý cha đã quyết con không cần nhiều lời Ngay cả cha cũng không rảnh hạ phân thân ư Chẳng lẽ biết cảnh nơi kia thật sự lại hại như vậy sao Lân hỏi thái tử sợ hãi vô cùng nói Bí cảnh của huyền thiên đại đế không phải là tầm thường Giọng nói kia càng lúc càng thấp rồi biến mất Mà cũng trong lúc đấy Ai... Lân hỏi thái tử không hổ là con của lân hỏi pháp vương mà Không ngờ lại mang theo nhiều linh mạch như vậy Diệp Phúc giơ tay nắm hết thái thanh linh mạch lên, ánh mắt tỏa sáng. Ở trên người luân hồi thái tử còn mang theo hơn 20 cảnh thái thanh linh mạch, so với đám cự thú viễn cổ kia còn giàu có hơn, hơn nữa chất lượng linh mạch cực cao, không phải thái thanh linh mạch bình thường, chắc là linh mạch cấp cao sinh ra trong trung tâm thiên phần. Tốt quá, ta đang thiếu linh mạch tăng lên tu vi, có đám linh mạch này cũng đủ ta dùng một lát rồi. Diệp Phúc thu hồi linh mạch lại, đột nhiên nghe thấy một tiếng ngầm vang lên, tiếng si thiên ma tổ truyền đến cười ha hả nói à, 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 luân hồi pháp vương cuối cùng người cũng chết ở trong tay ta à, 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 à. Diệp Phúc vội qua đầu nhìn lại thì thấy Si Thiên Ma Tổ đã xé nát luân hồi pháp vương ra rồi cất tiếng cười to. Sau đấy tiếng cười càng lúc càng thấp, đôi mắt nhắm nghiền lại, tám cái chân đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy, hoàn toàn không có hơi thở nào nữa. Si Thiên Ma Tổ không biết là mình giết vu tổ phân thân của luân hồi pháp vương mà cho là mình đã thật sự giết chết luân hồi pháp vương tâm nguyện của ông ta đã xong có lẽ là ý chí bất khuất đã tiêu tan rồi diệp phúc thở dài một tiếng rất khâm phục vì chiến thần bất khuất này Si thiên ma tổ bị luân hồi pháp vương đánh chết mặc dù chết rồi nhưng chiến ý vẫn không hề giảm vẫn muốn báo thù rửa hận có thể nó là mãnh sĩ hắn động tâm niệm khiến một luồng thần niệm bay ra chia làm hai rồi chui vào trong hai cái đầu khác của si thiên ma tổ càn quét một vòng nhưng không hề thấy ý chí bất khuất của Si Thiên Ma Tổ nữa. Hắn mừng rỡ. Lúc này, chẳng những hoàn thiện được 18 tầng địa ngục trở thành thánh hoàng, mà còn có thể hoàn thiện toàn luyện Si Thiên Ma Tổ thành thiên ngoại hóa thân, thật đúng là xong hỷ lâm môn mà. Hắn không kịp luyện hóa hai cái đầu kia của Si Thiên Ma Tổ mà thu vào ngọc lâu thầm nghĩ. Nơi này không nên ở lâu, luân hồi thái tử bị ta đánh chết tươi, toàn bộ tích lũy đều thuộc về ta cả, chắc chắn sẽ có cao thủ đến hắn xử lý bốn phía một lần cuốn lấy hết mảnh vỡ của 18 món thánh bảo lên rồi nhanh chóng rời đi hắn vừa mới rời đi vòng trời đột nhiên vỡ ra một móng vuốt làm từ đạo vận thò ra từ trong khe hung hăng chụp xuống hư không mặt đất mấy trăm dặm đều bị móng vuốt này chụp nát hóa thành hỗn độn hư vô sao không có bóng dáng của tiểu tử kia sao bàn tay kia từ từ thu về chỉ nghe một giọng nói vang lên kẻ này thật giàu hát, đã chạy trốn rồi nhưng hắn đừng hòng chạy ra khỏi lòng bàn tay của già ba lâu ta ta sẽ phải xé hắn ra thành từng sợi từng sợi nhỏ rồi từ từ ăn già bà lâu thái tử có lệnh không được giết hắn thái tử muốn đích thân làm thịt hắn để tiêu đi mối hận trong lòng một giọng nói khác đột nhiên vang lên rung chấn hư không thái tử đã hạ lệnh không thể để cho hắn tiêu diêu tự tại như vậy lập tức truyền lệnh tìm kiếm tung tích kẻ này làm cho hắn không thể sống yên trong thiên phần này được sao Thái tử có lệnh sao? Một ma thần đầu chim thân người, lưng mọc đôi cánh đột nhiên xuất hiện, cười khen khách nói. Thái tử là cái thá gì chứ? Cứ muốn ra lệnh cho giả ba lâu ta sao? Giả ba lâu ta, cuộc đời này chỉ nghe theo lệnh của một mình luân hồi Pháp Vương. Pháp Vương muốn ta giết ai thì ta giết kẻ đó. Nếu Pháp Vương chết rồi, thái tử dám to gan lại nhảy trước mặt ta, lão tử một hơi ăn luôn hắn. Đổ khốn kiếp này, người dám vi phạm ý chỉ của thái tử, thậm chí định mưu đồ bất chính với thái tử sao? tiếng nói kia vừa sợ vừa giận quát lên lại nhài quá nhiều phiền chết đi được lão tử ăn người trước vậy già bà lâu giơ vuốt ra xé rách hư không rồi bắt người kia ra khỏi hư không người đó cũng là một vị ma thần sắc mặt kịch biến cả giận lên tiếng già bà lâu ta cũng là đại tướng dưới trướng pháp vương người dám ăn ta sao dài dòng già bà lâu há mồm nuốt gã vào bụng cười dữ tận một tiếng rồi nhìn về hướng diệp húc đã rời đi móng chim cào mạnh một cái cười khăng khắc nói không ai có thể chạy ra khỏi móng vuốt của già bà lâu ta mèo bắt chuột nhất định là phải kiên nhẫn từ từ mà vần cho đến vần chết mấy từ từ ăn lúc này diệp phúc đã sớm chạy được nghìn vạn dặm đột nhiên cảm thấy luồng rung động mãnh liệt chuyển đến hắn nhìn lại phía sau thì thấy đất trời nghìn vạn dặm kia đột nhiên bị một móng chim đánh nát không khỏi dùng mình một cái nếu không phải hắn chạy nhanh e là lúc này đã bị con chim kia cào nát rồi chắc là vị vô tổ trong ma thần kia ra tay, uy ừ thế quả nhiên là kinh người. Với thực lực hiện giờ thì ta còn chưa phải là đối thủ của vô tổ, lại càng không phải là đối thủ của ma thần. Hắn đã trở thành thánh hoàng rồi, khả năng cất chứa pháp lực tăng vọt gấp trước đến mấy chục lần, nhưng pháp lực bản thân hắn lại không theo kịp cảnh giới tăng trưởng. Phải luyện hóa đủ linh khí, linh ngộ, đủ đạo văn, đạo ngân thêm vào luân hồi thiên môn thì mới có thể vượt qua kỳ siêu hiếu này những người khác khi trở thành thánh hoàng nếu không đủ linh mạch là chỉ có thể cướp đoạt ở khắp nơi cần một thời gian dài để luyện hóa mới vượt qua được kỳ suy yếu cũng may lân hồi thái tử tặng ta không ít thái thanh linh mạch mà ta tích cóp cũng không ít tuy không đủ vượt qua kỳ suy yếu nhưng cũng đủ khiến cho thực lực của ta tiến nhanh diệp phúc đột nhiên thi triển một đạo hư vô ấn thân hình của hắn hóa thành hư vô biến mất không còn tung tích lại dùng lưu quang ấn bỏ chạy trong khoảnh khắc chạy được hơn vạn dặm Tốc độ không gì sánh nổi Hắn vừa đi Thì già bà lâu đã đến Đôi cánh sau lưng răng ra Cười khăng khạc nói Nè, nè, còn muốn chạy sao Đôi cánh của y cực dài Chỉ một thoáng đã bao vây hư không mấy vạn dặm Bọc lại thành một quả cầu Hư không trong quả cầu nhất thể bị y chấn cho vỡ nát Ồ, oh, đã chạy mất rồi sao Tiểu tử này cũng lợi hại đấy chứ đôi mắt ưng của già bà lâu quét tới mọi nơi nhất thời từ 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 trong hư không bắt giữ được dấu vết của diệp phúc để lại khi chạy đi y vô cánh người theo diệp phúc không ai có thể nhanh hơn đôi cánh này của ta được tốc độ của y quả là nhanh đến khó có thể tin được vô cánh là bay đi nghìn vạn dặm thân hình đánh vỡ hư không biến mất trong chớp mắt nhanh chóng đến gần diệp phúc tốc độ của cái tên người chim này còn nhanh hơn cả lưu quang ấn của ta Y có thể bắt được dấu ấn của ta để lại Khi bỏ chạy quá là giỏi Diệp Phúc Quay đầu nhìn thoáng qua Thì thấy Già bà lâu nhanh chóng đến gần Hai người một chốn một đuổi Chỉ chốc lát đã lướt qua cả tỷ vạn dặm không gian Những vùng đất khỉ ho cò gáy Chỉ thoáng hiện qua dưới chân bọn họ Thậm chí vùng biển tanh hôi trong thiên phần Cũng bị hai người vượt qua chỉ trong chớp mắt Già bà lâu càng lúc càng tới gần Cười khằng khẳng Rất tốt Lại có kẻ có thể đạt tới tốc độ này nhưng so với ta thì còn kém một chút người chim kia tốc độ của ta không bằng ngươi nhưng ngươi đừng hòng mắt ta được diệp phúc cười ha ha thi triển vô cực cấn vô cực vô tướng vô tung vô tích xóa hết tất cả dấu vết cắt qua hư không của mình già bà lâu ngẩn ra đôi mắt không cách nào nhìn ra được tung tích của diệp phúc y vội dừng lại cao mày nói tiểu tử này quả nhiên rất được thảo nào thái tử cũng bị nó đánh bại Diệp Phúc thấy y không thể truy tung mình nên cũng không nóng lòng rời đi, Chấp chớp đôi mắt thầm nghĩ. Nếu như lúc này ta đánh lén, không biết có mấy phần có thể thương tốn đến tên người chim này đây. Ánh mắt giảm bà lâu lợi hại đến cực điểm, quét qua mọi nơi rồi cười khăng khắc, khắc nói. Tiểu tử nhà ngươi rất giỏi, giỏi, không đi mà ở lại định đánh lén nó tử sao, thật to gan lớn mật, bụng dạ nhăm hiểm. Ta muốn xem ngươi có thể đánh lén được ta hay không đây, khi ngươi ra tay cũng là tự kỳ của ngươi. Già bà lâu cư sĩ Ngươi sắt cơ lệ khí quá nặng Quá xấu Đã nhập ma đạo Lão Tăng đặc biệt đến giảng kinh Đọc Phật hiệu Giúp ngươi trừ bỏ lệ khí trong lòng Đột nhiên Một tiếng Phật hiệu To Rõ vang lên Phật quang phổ chiếu Hiện ra ở nơi hung hiểm thiên phần này Để lui khôn cùng ma khí Phật âm Sướng lên như vạn Phật Tụng kinh Tinh lọc ma thổ Một lão Tăng áo xanh Xanh xa vàng vọt Mang theo mười mấy tăng nhân đột nhiên xuất hiện, chặn đường, ra bà lâu, Lão Tăng cười ha ha nói Giả bảo lâu cư sĩ Và Tây Phương cực lạc tam thập tam thiên Phật quốc ta có duyên Chi bằng bái nhập môn hạ Lão Tăng Tu thành chính quả Tương lai cũng có thể trở thành Phật đà Chẳng phải là rất tốt hay sao Giờ Phúc vội vàng ngẩng đầu nhìn Thì thấy Lão Tăng kia Mặt mang vẻ từ bi hiền lành của Phật Dầu với lông mi hơi vàng Khẽ bay phất phới như lửa cháy Phía sau của Lão Tăng Phật Quang xung chuyển Không ngờ là do thần văn tạo thành Bên trong Phật Quang chính là tam thập tam thiên phật quốc niết bàn mà mười mấy vị tăng nhân kia rõ ràng là ma thần có tu vi thánh hoàng cũng có cường giả vu tổ tất cả thay hình đổi dạng gột rửa đi một thân sắt khí bọn họ yên lặng đứng trong tam thập tam thiên phật quốc sau lưng lão tăng kia giống như những tín đồ thành tín nhất thần minh trong phật quốc già dạ bà lâu nhìn thấy lão tăng này sắc mặt hơi biến đổi cười khẳng khắc nói <laughs> nhìn mi lão phật người cũng là ma thần lúc này ra vẻ từ bia cái gì vậy muốn lão tử trở thành chư thần hộ pháp cho ngươi người xứng hay sao lão tăng kia mặt không chút thay đổi một gã ma thần đột nhiên bước ra từ trong chư thiên phật quốc sau đầu lão tăng ra vẻ phẫn nộ mà quát lên già bà lâu nhìn mi phật tổ tuy là ma thần thế nhưng lại có tâm địa của phật đà sao không thể xưng phật làm tổ được nay nhìn mi phật tổ dựng nên tâm giáo tự thành một phái tuy ta và ngươi đều xuất thân ma thần sinh ra từ trời đất này nhưng số mệnh của đại tây thiên cực lạc tam thập tam thiên phật quốc của nhân mi phật tổ hoàn toàn khác với 18 tầng địa ngục trời sinh chính là phật đà từ trong phật hiệu lĩnh ngộ ra vu pháp mai sau ngài thống nhất đại tây thiên làm phật tổ phật đế cũng không hẳn là không thể một suy nghĩ lóe lên trong đầu diệp húc hắn đánh giá lão tăng kia vài lần trong lòng nghi ngờ vạn phần phật tổ phật đế sao chẳng lẽ ngoài cửu thiên thần giới còn có các đại đế khác hay sao già vào lâu cửa lạnh đại tây thiên là đại tây thiên thiên phần là thiên phần trong thiên phần ta tự nhiên có mà đế thống ngữ không tới lượt đại tây thiên người khoa chân mua tay nhìn mì lão phật người nếu tức thời thì lập tức biến đi nếu không chủ công lên hội pháp vương nhà ta đến đây Người chẳng tốt đẹp gì đâu ngược lại mặt xám mày cho mất hết mặt mũi kìa diệp phúc nghe thế trong lòng giật mình thầm nói xem ra ngoài cửu thiên thần giới những nơi khác như đại tây thiên thiên phần đều có người với cấp bậc thiên đế tồn tại thiên đế thực sự không phải chúa tệ của toàn bộ thế giới còn có những người khác có địa vị ngang với hắn ta lúc này hắn rốt cuộc có vài nhận thức mới với thiên giới thiên đế của cửu thiên thần giới là chính thống còn những nơi khác là hoang dã hết nhưng những nơi chư thiên viễn cổ tan biến như thiên phần đại tây thiên cũng đã hình thành thế lực cực kỳ khổng lồ đều có ma đế phật đế thậm chí có khi thiên giới âm ám điện cũng có nhân vật cổ xưa như vậy Diệp Húc âm thầm suy đoán. Thời viễn cổ, tiên nhân thống trị thiên đình, chiếm cứ tam thập tam thiên giới. Cũng có chư Phật Tây Phương, thống trị Phật giới, còn có tử thập tam thiên, có địa vị ngang với thiên, thiên đình. Nhân mi Phật tổ cười ha hà nói, Lần hồi Pháp Vương này đã đi mở biết cánh cô huyền thiên đại đế, khó có thể phân thân, sao có thể đối phó với Lão Tăng được. Già bảo lâu, nếu ngươi vào môn hạ của ta, tương lai nhất định sẽ tu thành chính quả, nếu không đồng ý cũng không sao lão phù sẽ ép người độ hóa ngươi cho ngươi biết sự ảo diệu của phật hiệu đại tây thiên ta đến lúc đó ngươi sẽ vui vẻ thần phục cảm ơn ta vì đã thu phục ngươi kìa sao muốn thu phục ta sao thu phục ta làm tay sai cho ngươi ư nằm mơ đi già bà lâu vỗ cánh trong khoảnh khắc bay đi ngàn dặm cười khăng khắc nói lão tử trời sinh thần minh tốc độ thiên hạ vô song nhìn mình lão phật Ngươi chẳng qua chỉ là thần vương Làm sao có thể đuổi theo ta được Vô lượng tinh xa Nhân mi Phật tổ đột nhiên Lấy ra cát có màu vàng Tranh từ trong một bát vàng ra nhiên mi phật tổ đột nhiên lấy ra cắt có màu vàng chanh từ trong một bát vàng ra lật tay dùng một cái phải tới già bà lâu cười ha ha nói chú chim bé nhỏ kia ta việc gì phải đuổi theo ngươi những cát vàng đó rơi xuống vụ vụ bành trứng ra thành những tinh cầu to lớn phía trên tinh cầu có lục địa núi non sông ngòi hải dương thậm chí có chim bay cá nhảy nhân ma yêu thần thứ gì cũng có hàng vạn tinh cầu hợp thành ngân hà tất cả gắn vào trong lòng bàn tay của lão tăng này nhìn mi phật tổ một trưởng bao lại hàng vạn tinh cầu bàn tay hạ xuống khiến cho bầu trời thiên phần lập tức méo mó vô số không gian sụp xuống rơi vào trong tay của lão những tinh cầu này đủ lớn để gắn vào không gian trong tay không gian do hàng ngàn tinh cầu hợp thành đâu chỉ có trăm triệu dặm đây cho dù tốc độ già vào lâu có nhanh như thế nào đi nữa cũng không thể chạy ra khỏi trăm triệu dặm này trong thời gian ngắn được diệp phúc giật mình lão tăng kia luyện vô số tinh cầu nhỏ thành hạt cát hàng hà sa số cát trong bát vàng một vốc cát vàng cũng đủ để tạo nên một ngân hà. Loại thủ đoạn này khủng bố như tạo hóa thần vương luyện hàng tỷ ngôi sao thành một tòa tạo hóa thần sơn vậy. Chất lượng ngôi sao của thiên giới không gì có thể sánh nổi. Một ngôi sao gần như nặng bằng trăm vạn ngôi sao ở dưới hạ giới. Mà số cát vô cùng vô tận trong bát vàng lại được lão tăng này nâng ở trong tay nhẹ nhàng như không chút sức nặng nào làm cho dịp húc sờn cả tóc gáy. Vị nhân mi Phật tổ này hơn phân nửa cũng chẳng là loại tốt đẹp gì cả. Chỉ sợ đã sớm chú ý tới ta rồi Giờ ta không đi thì sẽ không đi nổi nữa rồi Có khi cả ta cũng sẽ bị lão tẩy não Trở thành một tên hộ pháp trong chư thiên Phật quốc của lão mất thôi Diệp Húc không chần chờ nữa Lập tức xoay người lao đi Lông mày của nhiên mi lão tổ hơi nhếch cười ha nói Tiểu cư sĩ Hà cớ đi như vội vàng như vậy Người có duyên với đại tây thiên ta Chi bằng ở lại là một vị hộ pháp cho lão tăng đi thôi Tương lai cũng có thể tu thành chính quả Xưng Phật làm tổ lão chính là thần vương thần niệm thấy rõ hư không sớm đã biết diệp phúc cẩn nấp ở trong đấy thấy diệp phúc chỉ là một tên thánh hoàng nên không để ý lắm tính thu giả bà lâu rồi thu diệp phúc sau vậy nhưng lúc này diệp phúc chạy rồi thì khó mà tìm được hắn lúc này trong phật quốc phật quang sau đầu một vị ma thần đột nhiên bay ra đuổi theo diệp phúc diệp phúc nhanh chóng bỏ chạy đột nhiên cảm thấy một luồng ma khí và phật quang mênh mông từ trên trời giáng xuống ngay trước người mình hắn vội vàng dừng bước lại là một vị ma thần cấp thánh hoàng sao? Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra. Vị ma thần hộ pháp đứng trước người hắn kia, mọc ba bốn tay, đạo môn sau lưng dung chuyển, mơ hồ có vật quang và ma khí chuyển tới. Hắn kể nói: nhìn miệng lão phật, lão mang đồ ăn cho ta sao? Thế nhưng lại không phải một tên ma thần cấp vô tổ mà chỉ là cấp thánh hoàng tới sao? Phật pháp vô biến. Vị ma thần hộ pháp cấp thánh hoàng kia mà miệng quát to, ma khí toàn thân của ủa phật quang phổ chiếu hòa hai loại sức mạnh khác biệt là một giống như một vị phật đà và một vị ác thần bốn tay gã đồng thời chụp tới diệp húc lạnh lùng nói a à di đà phật quay đầu là bờ nghiệp chướng hiện giờ ngươi quy y nhân mi phật tổ vẫn còn kịp nghiệp cái đầu ngươi diệp húc cũng không thèm nước mắt mà đột nhiên lật tay úp xuống tiếng hoành hoành vang lên bốn bàn tay của vị ma thần hộ pháp kia đều nổ tung không chịu thể chịu nổi một kích từ trong ngọc lâu của hắn lập tức bay ra một con chó nó mở mồm ra tắp lấy đầu vị ma thần hộ pháp này cứ thế cắn đầu gã xuống cùng lúc đấy già bà lâu thét lên liên tục nhanh chóng xuyên qua vô số tinh cầu với tốc độ tuyệt luân không ngừng tránh né chúng để ép vội vàng thất thân nhân mi phật tổ cười ha ha lật bàn tay một cái khiến vô số tinh cầu thật lớn kia nhanh chóng thu nhỏ lại hóa thành tinh xa rơi vào trong lòng bàn tay của lão già bà lâu bị vô số hạt cát chặn lại chỉ lộ ra cái đầu chim đang hộc máu không ngừng đám tinh xa đó nhìn như những hạt cát bé nhỏ không đáng kể đặt trên người y nhưng chỉ cần khẽ dùng một cái là có thể đánh bay bất kỳ tất cả kỳ thực cũng là vô số tinh cầu nhìn mi phật tổ lấy tinh cầu ép giặt bà lâu dù y là vô tổ cũng không thể động đậy vô tổ tuy thần thông quảng đại nhưng vẫn kém thần vương một khoảng cách lớn nếu thần vương mà ra tay thì vô tổ cũng chẳng thể chống lại được nhìn mi lão nhân người dám làm gì ta để luôn hỏi pháp vương biết được thì thì sẽ lột ra người kia Giả Bà lâu thét lớn Giả Bà lâu cư sĩ sau lại dễ dụa vậy Chờ lão tăng giảng Phật Pháp xong Là sẽ không còn oán hận lão tăng nữa Mà ngược lại còn cảm tức lão tăng Đã cho người lắng nghe diệu âm Tẩy đi một thân oan nghiệt Nhân ni Phật tổ lập tức ngồi xuống trên kim liên Miệng tụng Phật Pháp Ở trong tam thập tam thiên Phật quốc sau lưng Các vị ma thần hộ Pháp cũng đồng thời tụng kinh ca ngợi Trong Phật quốc Những giải đạo âm đạo vận trào ra Hóa thành những bông thiên hoa rơi xuống vẩy lên toàn thân của già bà lâu đám thiên hoa này vừa chạm đến thân thể già bà lâu thì lập tức tan vào trong thân thể của y. Muốn độ hóa tể lão ta sao? Không dễ như thế đâu. Già bà lâu mắng rủa không ngừng. Lão tử giết người vô tính, từ khi sinh ra đến nay thích nhất là giết người. Mà tính sâu tận xương tủy, sao có thể bị người tẩy não được? Nếu ta thoát được khỏi tay của ngươi, con lừa ngốc ngươi, lão tử nhất định cho ngươi chết thật khó coi. Già bà lâu, giờ ngươi không quỷ thì đợi lúc nào đấy nhân mi phật tổ xứng to miệng phun thần vận thần văn hóa thành hoa sen nhập vào trong thân hình của già bà lâu thân hình già bà lâu chấn động linh tính trong mắt mất hết đó hoa sen này tan vào thân thể của y chiếm cứ tử phủ trên mi tâm y tách ra thần văn bám lấy thần thức trong tử phủ của y bắt đầu độ hóa tẩy não ma khí toàn thân của già bà lâu bắt đầu cùng phật quang tẩy rửa lẫn nhau đột nhiên ngộ đạo cười khà khà nói ô một ngày đột nhiên nghe phật pháp lập tức tỉnh ngộ thất khỏi công xiềng khi nào thì tu thành chính quả đây Cư sĩ quỳ với ta Tương lai ta thành Phật tổ Phật đế Thống nhất đại Tây Thiên Người sẽ tu thành chính quả Nhân mi Phật tổ cười ha ha Thu ti tinh xa trong tay Già bà lâu bay thẳng lên Rồi rơi vào Phật quốc sau đầu của lão Đôi cánh răng rộng Trông như ma thần hộ pháp chỉ quốc Già bà lâu Bí cảnh của huyền thiên đại đế rứt cuộc ở nơi đâu Lại cất giấu thứ gì Nhân mi Phật tổ thu phục độ hóa già vào lâu rồi Chấp mắt cười hỏi Huyền thiên đại đế là thiên đế của thiên giới Không liên quan đến ma giới thiên phần Sao lại đến thiên phần bố trí biết cánh Để lại bí tàng vậy Lúc này già Bà lâu bị tẻ não Nghe nhân mi Phật tổ lên tiếng Không dám không nói vội vàng đáp Bẩm ngã Phật Bí cảnh này chính là khi huyền thiên đại đế chưa xưng đế Đi đến thiên phần ta Tu thập vô số số mệnh bốn phương Tìm được trung tâm của 18 tầng địa ngục ở trong đó khổ tu trăm năm tu thành đế quân trong bối cảnh chẳng những có trung tâm 18 tầng địa ngục mà còn có rất nhiều linh mạch gồm cả tổ mạch cùng với đủ loại thần kim khoáng bảo nhân mi phật tổ nhích lông mày nói huyền thiên đại đế sinh ra từ trong thập phương ngô minh ma thổ ở hạ giới ở nơi đó tu thành vua hoàng đại thánh rồi mới đến thiên giới số mệnh ông ta mỏng manh có thể trở thành thiên đế đương nhân là không tầm thường hơn phân nữa là ông ta dùng số mệnh của 18 tầng địa ngục để trở thành đế tôn. Ngã Phật Tử Bi, trung tâm 18 tầng địa ngục, nơi hiểm ác bậc này, hãy để cho lão tăng đến độ hóa mới có thể hiện ra sự sức mạnh mạnh mẽ to lớn của Phật pháp được. Già Bà Lâu tiếp tục nói, Luân hồi pháp vương cũng không biết cách tiến vào bí cảnh, nghe nói có người từng có được một bản đồ ghi lại đủ loại cấm pháp, cấm chế trong bí cảnh, có thể theo bản đồ an toàn đi vào, tránh được cấm chế của đại đế, đáng tiếc bức địa đồ này đã bị một tên vu tổ thiên giới trộm đi không biết tung tích luân hồi pháp vương tìm kiếm tấm bản đồ này bốn phương mà không có tung tích gì cả cho nên lựa chọn dùng sức mạnh đánh vào sao luân hồi pháp vương cường công bí cảnh của huyền thiên đại đế ư nếu bí tàng trong bí cảnh này mà rơi vào tay của hắn thì sẽ chỉ làm cho sinh linh trong thiên hạ đổ thán lão tăng là kẻ tương thiên hạ lần này dù thế nào cũng phải tự mình đến một chuyến cướp lấy bí tàng của huyền thiên đại đế vào tay Ồ, hộ pháp thần của lão tăng bị tên tiểu nghiệp chứng kia giết rồi sao Nhân mi Phật tổ sắc mặt biến hóa Cảm ứng trong ma thần hộ pháp mình phái ra Bị Diệp Phúc giết, tức giận vô cùng Lão cáo giận nói Thằng nhãi này, không nghe giáo hóa Giết đi hộ pháp thần của ta Thật là gian ngoan mất linh Phật tổ ta tuy có lòng từ bi Nhưng cũng là có lúc phẫn nộ Hạng người tồi tệ không chịu giáo hóa này Không thể tha thứ được vì ma thần hộ pháp mà lão phái đi bắt diệp húc kia có tu vi thánh hoàng đoán là có thể đối phó được với diệp húc không ngờ trong thời gian ngắn ngủi đã bị diệp húc làm thịt nhiên mi lão phật đang định xuất phát thì dừng lại tính toán khoảng cách từng nghĩ này mỹ tảng ở huyền thiên đại đế vẫn quan trọng hơn lần hồi pháp vương rất giỏi hơn phân nửa đã phá vỡ tầng tầng cấm chế của huyền thiên đại đế tiến vào trong bí cảnh rồi tiểu nghiệp chứng không quan trọng vì chết đi một vị hộ pháp thần nhưng cùng lắm thì đầu hóa thêm một tên ma thần nữa là được về phần tiểu nghiệp chứng kia chờ có thời gian thì sẽ làm cho nó chết thật có coi nhiên mi phật tổ nghĩ đến đây không chần chừ nữa mà lập tức đi đến bí cảnh huyền thiên đại đế chủ công mùi vị tên ma thần này ngon cực ngon ngài nếm thử không lúc bấy giờ trên mặt biển tanh hôi vị hộ pháp thần của nhiên mi phật tổ đã bị Diệp phúc xử lý chỉ trong ba chiêu hai thức đánh cho hồn phi phách tán hào tiên khuyển nhà vào người vị hộ pháp thần này sẽ ra một miếng thịt lớn cười lệnh mà nói chủ công ừ, ngài ăn đùi hay ăn cẳng đây thơm quá đi Diệp phúc không vui nói ma thần chính là trời đất sinh ra là thần minh sinh ra trong thần khoáng thần mạch cẩn thận bị ngạn chết đấy à, Khẩu vị ta rất tốt mà nếu chủ công không ăn thì ta ăn hết đấy Hạ Thiên Khuyển không biết thẹn mà nói Diệp Phúc lặng lẽ lắc đầu thầm nghĩ Để vì hộ pháp thần này Cho Hạ Thiên Khuyển ăn cũng tốt Có thể giúp con phá cầu này tăng lên huyết mạch và thực lực Thực lực của nó càng mạnh Ta tiến lên thì năng lực càng lớn ờ, Diệp Huynh cuối cùng chúng ta cũng luyện hóa hết tinh khí Có thể xuất quan được rồi Trong ngọc lâu đột nhiên chuyển đến tiếng của Phong Tùy Vân và Phó Tên Lai Diệp Phúc động tâm niệm Tiến lên thiên thân thể của Si Thiên Ma Tổ Mi tâm một cái đầu trong số ba đầu kia vỡ ra phong thủy vân và phó Thiên lai bay ra từ trong không gian tử phủ hơi thở cực kỳ hùng mạnh đạo môn sừng sững không ngờ chúng đã mở ra hai người tu vi tăng nhanh niềm tin tràn trề cười nói nay hai người bọn ta luyện hóa tinh khí và tu vi của vu tổ phân thân nên đã thành thánh hoàng đỉnh phong <laughs> hơn nữa còn là thánh hoàng đỉnh phong trong đỉnh cấp kìa chỉ cần tích lũy thêm một thời gian nữa là có thể nắm chắc người phần nhảy ra khỏi đạo môn mình trở thành vu tổ Ê, nếu không có diệp huynh hai người bạn ta chẳng biết bao giờ mới có thể đạt tới cảnh giới này được phó thiên lai cảm khái diệp phúc chớp chớp mắt cười nói đây chính là do hai vị huynh đế có tư chất kinh người đổi lại là kẻ khác có khi chỉ có thể tu luyện tới thánh hoàng đỉnh phong chẳng thể mở ra đạo môn à đúng rồi phó huynh ta vô ý có được một món đồ huynh xem giúp ta có thể mở nó ra được không hắn lật tay một cái trong tay xuất hiện một hộp ngọc trên mặt hộp ngọc dán một tờ sắc mệnh phù văn Sắc mệnh phủ văn của đế quân ư? Phó Tây Lai vừa nhìn phía trên hộp ngọc thì không cách nào rời mắt đi nữa, thất thanh nói: "Đây là sắc mệnh phủ văn của đế quân." Một suy nghĩ hiện lên ở trong đầu, Phong Tử Vân vội ló đầu cẩn thận quan sát, lại giơ tay định bóc sắc mệnh phủ văn kia ra, cười nói: "Hệ đồ của đế quân nhất định là thứ bất phàm." Phó tên Lai vội gật phăng tay của hắn ra, cả giận lên tiếng: "Huynh không muốn sống nữa sao? Sắc mệnh phủ văn của đế quân mà huynh cũng dám động vào ư?" Ừ nếu như cấm chế trong phủ văn mà kích phát cho dù là một chút uy năng cũng đủ để huynh chết trăm ngàn lần rồi phong thủy vân hoảng sợ vội rụt tay lại à, diệp huynh món bảo vật này huynh lấy được từ đâu vậy diệp phúc cười nói à trong lúc hai người tu luyện ta vô ý lấy được phó huynh huynh tin đây đúng là sắc mạnh phủ văn của đế quân ư ta tin tưởng không chút nghi ngờ phó tên lai quả quyết nói loại phù văn này thanh niên thần phù ta cũng có là bảo bối mà cha ta mời tới dùng để chấn thủ kho báu của thanh niên thần phù ta một tờ phù văn rắn xuống cho dù là thần vương thần thông quảng đại cũng không cách nào mở ra được nhưng tấm sắc mệnh phù văn này hẳn là bị cao thủ động chân tay định phá đi phù văn cấm chế thế nhưng không thể phá giải làm cho năng lượng trong phù văn tổn hao nhiều dù vậy thì cũng không hề tầm thường xúc động tấm sắc lệnh này sẽ bộc phát ra uy năng còn mạnh hơn cả vũ tổ hơn nữa nếu không cẩn thận sẽ làm hỏng bảo vật trong hộp Phó huynh, huynh có thể phá giải đạo sắc mệnh phủ văn này không? Diệp Húc lại càng thêm tò mò về thứ trong hộp ngọc cười nói. Phó Thiên Lai đáp với sắc mặt ngưng trọng. Ừ, ta vốn cũng không chắc lắm, thế nhưng giờ thực lực của ta tiến nhanh, ta tu thành Thánh Hoàng đỉnh phong nên cũng nắm chắc vài phần. Chứ là nếu không nắm chắc 10 phần mà xúc động cơm chế trong phù văn sẽ dễ dàng làm cho bảo vật trong hộp bị hủy đi chỉ trong chốc lát. Nếu như Diệp huynh yên tâm thì có thể đưa hộp ngọc này đến thanh niên thần phủ ta cha ta tự mình ra tay chắc chắn có thể dễ dàng bóc nó ra được thứ này là do ta vô ý có được hỏng thì cũng hỏng sao phải phiền đến thanh niên thần phố chứ phó huynh cứ làm đi thôi lúc này phó thiên lai mới ngồi xuống thanh huyền đã môn sau lưng đứng vững vô số đạo văn đạo ngân bắt đầu khởi động hóa thành từng đồ án nhanh chóng suy diễn cấm chế trong tấm sắc mệnh phù văn này sau một lúc lâu hắn mới ra tay đưa ra một đạo cấm chế và trong phù văn lại suy tính một lúc lâu mới đưa ra đạo thứ hai vô cùng cẩn thận Diệp Phúc vẫy tay một cái, giấu đi mọi người vào trong hư không để tránh cho đưa tới phiền hà không cần thiết. Phong Thủy Vân chỉ nhìn một lát rồi mặc kệ. Hắn dù hiểu biết sơ sơ về cấm chế, nhưng thanh niên thần phủ là lại phái cấm chế. Phó Tê Lai lại là con của phủ chủ, mỗi một cử động hàm chứa tri thức đều là thứ hắn không thể lý giải được. Mà con cẩu kia đang ăn gì vậy? Hắn nhìn lướt qua Hạo Thiên Quyển, thì ngẩn ra, thất thanh nói: "Ma thần, con chó này đang ăn một vị ma thần." Hào Thiên Khuyển mặt mày hớn hở thấp giọng nói Phong lắm miệng Người nói ít đi một chút thì ta còn chia cho mấy cục xương Người cho là ta cũng thích cặm xương như người sao Phong Thủy Vân nổi giận Nhưng ngay lập tức tỉnh lại Mặt dài nói à, Người đã nói như vậy thì ta cũng không ngại từ chối à, Lấy xương ra đây lấy xương ra đây Hào Thiên Khuyển không ngờ Ra mặt hắn lại dài đến mức độ này Đành phải lấy hai cục xương Lưu luyến liếm hai cái Rồi bơi đẩy nước dãi lên trên Mới ra cho Phong Thủy Vân không đành lòng mà nói nếu ngươi thấy nước rãi của ta ghê tấm ăn không trôi thì thì cứ trả lại cho ta phong thủy vân mừng rỡ bất chấp trên xương toàn là nước rãi chó vô đoạt ôm vào ngực cười nói ờ, ghê tẩm sao cho dù ngươi ị nên đấy lão tử cũng muốn kìa hạo thiên khuyển ngạc nhiên chừng lớn mắt qua một lúc lâu mới lẩm bẩm thật không ngờ khẩu vị của ngươi này nặng như vậy thì những lão tử còn lâu mới bị ổi như vậy phong thủy vân chẳng hề nghĩ nhiều trái tim đập thình thịch xương cốt của ma thần chính là thần kim trong thần kim là nguyên liệu luyện khí cao nhất ma thần cấp tính hoàng xương cốt đủ để luyện chế tổ binh rồi diệp phúc hoàn toàn không biết nói gì với bọn họ thầm nghĩ hey, chẳng biết bao giờ phó huynh mới có thể phá giải được tấm sắc mệnh phù văn này đây không bằng nhân cơ hội tu luyện sớm vượt qua kỳ suy yếu của tính hoàng phong huynh thái thanh linh mạch này cho huynh tranh thủ tĩnh tâm tu luyện thôi diệp phúc lấy ra một thái thanh linh mạch đưa cho phong thủy vân phong thủy vân đang định từ chối thì thấy Diệp Phúc lại lấy ra một cành nữa, há mồm nuốt luôn vào bụng, không khỏi ngơ ngẩn. Hắn lại thấy Diệp Phúc nuốt một cái nữa, rồi một cái nữa, liên tục nuốt hơn chín cành Thái Thanh Linh Mạch vào trong bụng thì mới ngừng lại. Khi nào thì Diệp huynh đã giàu có đến mức này vậy? Ngay cả loại Thái Thanh Linh Mạch chỉ có Vu Tổ mới có thể giữ lấy, cũng có thể lấy ra nhiều như vậy, Nhưng thậm chí còn tặng cho ta một cành vậy. Phong Thủy Vân ngạc nhiên mà càng làm cho hắn kinh hãi là tu vi của Diệp Phúc. Lúc này, hắn mới để ý Diệp Phúc đã trở thành Thánh Hoàng, ngưng tụ ra đạo môn, một hơi nút chiến cảnh thái thanh linh mạch cũng không bị nổ tung sức cân này còn lớn hơn cả hắn không biết bao nhiêu lần từ đó có thể thấy được tu vi diệp phúc tất cả đã tăng lên đến mức hắn không thể sánh bằng ta vốn cho mình trở thành thánh hoàng đỉnh phong mở ra đạo môn rồi thì sẽ thu ngắn khoảng cách với diệp huynh lại hề hey, thật công ngờ nay khoảng cách càng ngày càng lớn xem ra ta chỉ có nhảy ra khỏi đạo môn trở thành vô tổ rồi mới có thể vượt qua hắn được nhưng với tích lũy hiện tại ta nhảy ra đạo môn thì chỉ có chết thôi hey, trời tích lũy thực lực đủ rồi sao lại thực lực của diệp huynh lại tăng vọt lên bao nhiêu rồi cũng cũng lên diệp phúc vận chuyển bàn vương khai thiên kinh luyện hóa đám linh khí trong linh mạch đó hấp thu đạo văn đạo ngân dung nhập vào trong lân hồi chuyên môn không ngừng gia cố tòa đạo môn này đồng thời hắn thi triển thanh minh ấn thấm thuần đạo vận biến hóa và đạo lý trong linh mạch tích lũy trí thức tu vi của hắn không ngừng tăng vọt lên mấy ngày sau hắn đã luyện hóa hết chỗ thái thanh linh mạch kia lại lập tức lấy ra chín cành nữa tiếp tục tu luyện mà phong thủy vân như bị kích thích vậy cố gắng khổ tu tu vi tiến cảnh không chậm nhưng so với Diệp phúc thì cắm cỏi hơn rất nhiều hắn trở thành thánh hoàng tu vi tăng lên mạnh mẽ bức thiết cần linh mạch linh khí bổ sung vượt qua kỳ suy yếu gần một tháng Diệp phúc dứt cuộc luyện hóa hết thái thanh linh mạch luân hồi thiên môn càng thêm củng cố đạo văn đạo ngân của chư thiên chư địa chư thế giới liên kết chặt chẽ nhất là 18 tầng địa ngục càng thêm chói mắt càng thêm khủng bố diệp phúc mở mắt sức mạnh và uy lực toàn thân minh mông luân hồi thiên môn vặn vẹo hư không thành thế giới trồng chất vây quanh thân hắn sau lưng đạo vận thần văn như giải băng bay lượn không ngừng tu vi của hắn tăng lên hơn 10 lần thực lực cũng tăng lên không dưới 10 lần tu vi thực lực tăng lớn tuy không đủ so với đám ma thần cảnh giới vô tổ như già bà lâu kia nhưng gặp phải vô tổ bình thường thì cũng có thể đánh một trận không chỉ như vậy giờ phúc thậm chí cảm thấy mình có thể thúc giục đạo vận sau lưng kia cũng tức là hắn có thể dụng đạo vận là có một phần sức mạnh của vô tổ Tuy tu vi thực lực của ta vẫn không bằng vô tổ Nhưng vô tổ muốn giết ta thì không thể làm được Hào khí tỏa ra từ trong lòng ngực Diệp Húc Hắn đến thiên giới đã 2-3 năm Mà đã có thành tựu bậc này Đột phá vô hoàng trở thành thánh hoàng Thực lực thẳng tiến tới vô tổ Phóng tầm mắt khắp thiên giới Ai có thể tiến bộ như vậy chỉ trong thời gian ngắn đây Diệp Huynh Phó mỗ may mắn không làm nhục mệnh Sóc mạnh phù văn của đế quân đã bị ta bóc ra rồi Tiếng của phó tên lai chuyển đến Diệp Phúc vội như lại thì thấy sức mạnh phù văn giờ đã bị bóc ra khỏi hộp ngọc. Phong Thủy Vân cũng lập tức ngừng tu luyện, thò người đến xem. Hào Thiên Khuyển cũng vội vàng chạy tới, giơ chân để nắp hộp ngọc ra. Hộp ngọc được mở ra, nhất thời một vầng sáng màu vàng phóng lên cao, hóa thành ngàn núi vạn sông, thoáng hiện ra trước mắt của họ. Hình ảnh trong quần sáng vàng kia có góc nhìn cực kỳ kỳ lạ, giống như đám người Diệp Húc đặt mình trong đó, lướt qua ngàn núi vạn sông, thẳng đến một thâm cốc u tối cảnh tượng xuyên qua thâm cốc này bên ta là tiếng âm phong gào thét ngàn vạn ma đầu tuần tra chém giết bên trong âm phong lập tức hình ảnh lại chuyển một nơi kỳ dị đột nhiên hiện ra trước mắt bọn họ nơi kỳ dị này như ở dưới thiên phần cây cối cao lớn âm trầm hai bên đường đầy những bức tượng kỳ lạ tất cả đều là ma thần trông rất sống động ở phía trước đứng sừng sững một tòa ma môn âm trầm khủng bố lập tức ma môn này mở ra hiện ra một con đường không biết thông đến nơi nào chỉ thấy hàng tỷ quần tinh bị luyện thành cát hóa thành sa mạc minh mông bắt ngát một đạo ngân hà bị luyện thành nước hóa thành sông lớn cuồn cuộn minh mông hình ảnh lại đổi bước qua sa mạc vượt qua sông lớn ở nơi cực sâu trong thiên phần đổ lại ma khí phun ra từ mặt đất quỷ khóc thần sầu ma âm cuồn cuộn làm cho người ta sần cả gai ốc. bên trong ma khí bồng bềnh những thứ kỳ quái như kiểm sắt dao kéo thiết thụ lồng hấp nhiệt kính đồng trụ núi đao, núi băng thạch ma thậm chí còn có một vị đại ma thần đầu dê thân người thần văn thần vận ư Diệp Húc nhìn qua một cái là biết Những bảo vật đó do thần văn Thần vận ngưng tụ nên Chỉ cần lấy ra một món là đủ để chấn áp chư thiên Đây là nơi nào vậy Phong Thủy Vân thất thanh nói Phó Tiên Lai cũng sắc mặt kịch biến Hoàn toàn không ngờ trong hộp ngọc lại xuất hiện cảnh tượng này Đây là trung tâm của 18 tầng địa ngục Ngưng tụ ra số mảnh Diệp Húc sắc mặt ngưng trọng Từ từ phun ra một hơi Số mệnh của 18 tầng địa ngục hai người cả kinh liếc nhau một cái rồi lộ ra vẻ mừng rỡ như điên ngay sau đó lại chán là nói tiếc quá cho dù chúng ta có được số mệnh này thì cũng không thể hưởng thụ ngược lại sẽ bị phế bỏ tu vi chỉ trong chớp mắt chết đến không thể chết lần nữa kìa phong Thủy vân chớp mắt cười nói nhưng nơi này bảo vật nhiều không đếm xuể nhặt bất cứ hòn đá nào cũng có thể luyện ra cả tổ binh ấy chứ phong Thủy vân gật đầu liên tục ờ, đúng vậy đúng vậy nơi đó chắc chắn có số vô số linh mạch rồi Thái Thanh, Thái Thượng, Thượng Thanh, thậm chí là cả Ngọc Thanh Minh Mạch cũng có thể xuất hiện. Có khi còn có cả tổ mạch nữa chứ. Quần sáng trong hộp ngọc dần dần biến mất, mà hộp ngọc cũng biến thành một đống phấn, theo gió bay đi. Diệp, 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 Diệp Huynh, có, 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 đi nơi đó nhìn thử thế nào không, không đây? Phong Thủy Vân và Phó Thiên Lai cùng đồng thanh lắp bắp lên tiếng hỏi. Cũng trong lúc đó, Diệp Phúc, Diệp Thiếu Báo hẳn là ở phía trước không xa à? đám người lăng tiêu thái tử gào thét mà tới xuất hiện ở hải vực mà diệp phúc từng dừng lại yêu thần tử tế thú nô lên hỏi một lát rồi trầm giọng nói tiểu tử này không ngờ lại biết chạy như vậy dẫn chúng ta từ ngoại vi thiên phần đi vào quỷ môn quan đến quỷ môn quan rồi nó lại còn chạy loạn khắp nơi thế nhưng lúc này nó không chạy thoát được nữa đâu đám thần tử bọn họ phong trần mệt mỏi hiển nhiên là trên đường truy tung diệp phúc cũng có chiến đấu ai nấy đều có thu hoạch không ít thậm chí còn có người còn có tiếng ngộ không tệ tu vi thực lực tăng mạnh. Đám người chắc thanh chủ đi đến nơi hung hiểm thiên phần này nên đã sớm lấy hết lá bài tẩy của mình ra. Trong đó có không ít vị thần tử còn mang theo cả tổ binh. Nếu không với thực lực của mình, bọn họ cũng không thể sống sót ở thiên phần đến bây giờ. Đám người bọn họ mang theo 13 món tổ binh, thêm một vị vua tổ điên điên khủng khủng là thú nô của yêu thần tử kia. Thực lực có thể nói là hùng mạnh chưa từng có. Mặc dù gặp phải nhiều vua tổ cũng sẽ không phải đối thủ của bọn họ. Trong đó tu vi thực lực của lăng tiêu thái tử tăng lên lớn nhất khí thế mạnh hơn cả đám người lão tổ mang ra lộ ra gấp 10 lần thuần dương thánh môn của gã đã hoàn toàn mở ra ân ẩn có thực lực nhảy ra ngoài gã cười lạnh nói hắn chẳng thể sống nổi mấy ngày nữa đâu này ta đã hoàn toàn luyện hóa đạo vận thần văn mà phụ hoàng giao cho có bảy tám phần nắm chắc nhảy ra được đạo môn tích lũy thêm một thời gian nữa là có thể nắm chắc 10 phần chư vị thần tử dùng mình nhảy ra khỏi đạo môn trở thành vu tổ tiến vào cảnh giới đầu tiên của tam thần cảnh cũng có thể tạm gọi là thần vương nếu như năng lăng tiêu thái tử thật sự nhảy ra khỏi đạo môn dùng vu nhập đạo thực lực của gã sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất thậm chí còn hùng mạnh hơn cả thú nô của yêu thần tử rất nhiều tiểu tử diệp thiếu bảo này rất cuộc đi đâu rồi đây yêu thần tử đột nhiên dừng trước lại cúi đầu nhìn chỉ thấy xa xa âm phong gào thét lại như có một tâm cốc thật lớn như một hắc động không ngừng phun hắc khí nồng đậm ra ngoài Ồ, oh, huyết thực ah, 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 ah. Một đại thiên ma đột nhiên cười khẳng khạc một tiếng Lo ra từ trong hấp khí âm phong Mở cái miệng to đến vài dặm, tắt tới mọi người Tính tang, tính tang Hai tiếng đàn cầm vang lên Con đại thiên ma này, thân thể trên năm sẻ bảy Hóa thành những rẻ đạo văn, đạo ngân tiêu tan Rượu âm thanh nữ, khẽ gạt dây đàn Ánh mắt sắc sảo khẽ nói Một ma đầu Gần như có thể so với thánh hoàng Chẳng lẽ đây là thiên tuyệt cốc sao? mọi người nghiêm nghị lại thiên tuyệt cốc chính là tuyệt cảnh nổi tiếng nhất trong thiên phần không biết bao nhiêu cường giả thiên giới đã tới nơi đây thế nhưng vào rồi thì chẳng chưa từng có ai ra cả thiên tuyệt nghe cả thiên đều tuyệt mệnh ở đây nghe đồn trong ma cốc này sinh ra hàng tỷ ma đầu hình thành quốc gia ác ma ma đầu nơi này phần lớn là thánh hoàng thậm chí có kẻ khủng bố cấp vô tổ nữa kìa một gã thánh hoàng lầm bầm diệp thiếu báo cái thằng nhãi kia lại xông vào nơi đây sao chẳng lẽ nó không biết chữ chết viết như thế nào ư Lăng tiêu thái tử cười ha ha tự phụ nói Thiền tuyệt cốc là cái thá gì chứ Thực lực chúng ta mạnh như vậy Có 13 món tổ minh và một vị vu tổ Hừm, Thêm ta sắp thành vu tổ nữa Chứ là một cái sân cốc sao có thể ngăn cản được chúng ta đây Diệp thiếu báo Dám vào chẳng lẽ chúng ta lại không dám vào sao Đôi mắt của yêu thần tử sáng lên Cười ha ha nói Đại sư huynh nói không sai Chúng ta còn có đám vu tổ Long tổ dương đi theo phía sau Cho dù gặp phải nguy hiểm e là cũng không thắng được đám vu tổ đó đâu ừ cùng vào thôi đám người ào ào phi vào trong cốc bọn họ vừa bước vào thiên tuyệt cốc một luồng hơi thở mạnh mẽ dáng đến ẩn nấp trong hư không rơi thẳng vào trong thiên tuyệt cốc bị ma khí và âm phong tràn đến lập tức hóa thành một quần sáng vàng đẩy hết ma khí và âm phong ra Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập 182 của chúng ta tạm thời kết thúc đây Và mình xin thông báo lại Từ ngày 19 tức là ngày hôm nay Cho đến khoảng một tuần sau Thì kênh của chúng ta mỗi ngày Chỉ có một tập tiên hiệp Mình đã cố hết sức để Đọc dồn Để trong mấy ngày em trai mình cưới Thì, thì, thì mình sẽ nghỉ Mong các bạn hết sức thông cảm Cho sự bất tiện này Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại